chào tất cả các em. Chúng ta cùng nhau tiếp tục vào một thi nữa trong cái kiến thức hệ thống về phần thi của động từ trong tiếng Anh. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta, cô sẽ tập trung đi vào cái thi đó là thi quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Được không ạ? Nó nằm trong cái mốc thời điểm, đó là thời điểm trong quá khứ. Và nó là thi quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Và như thường lệ thì đối với phần thi của động từ này thì bao giờ chúng ta cũng sẽ nói tới cái gì ạ? Cái công thức của nó đã, đúng không ạ? Cái công thức. Thế vậy công thức của quá khứ hoàn thành tiếp diễn như thế nào? Thì nhìn vào đây các bạn cũng có thấy rồi, đúng không ạ? Quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì chắc chắn là nó sẽ là một thì, đó là thì nó sẽ bằng quá khứ hoàn thành cộng thêm một cái đuôi, đó là đuôi gì ạ? Đó là đuôi tiếp diễn, có đúng không ạ? Chúng ta nhìn vào trong cái tên gọi của nó là chúng ta có thể thấy được cái vấn đề rồi, đúng không nhỉ? Quá khứ hoàn thành tiếp diễn nó sẽ là thì quá khứ hoàn thành cộng thêm với cả đuôi tiếp diễn. Mà quá khứ hoàn thành thì chúng ta đã được học rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã được học trong các video bài giảng trước rồi. Thì bao giờ nó cũng sẽ có chủ ngữ này cộng với cả từ had, đúng không ạ? Cộng động từ phân từ 2. Và từ động từ phân từ 2 cô cũng đã phân tích rất kỹ cho các bạn, đó là động từ sẽ nằm ở cột số 3 trong bảng động từ bất quy tắc, phải không ạ? Rồi, còn đối với thể tiếp diễn nói chung thì một công thức của một thể tiếp diễn nói chung sẽ có to be cộng với cả verb gì ạ? Cộng với cả verb in, đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ khéo léo một chút để chúng ta đưa cộng dọc vào để xem được cái vấn đề của công thức quá khứ hoàn thành tiếp diễn như thế nào. Vị trí nào bị bỏ trống không có gì cả, chúng ta có thể đặt các phần tử là không vào đấy cũng được, vì cái gì cộng không thì vẫn bằng chính nó, tức là khi cộng thêm không vào thì nó không làm thay đổi, đúng chưa ạ? Vậy quá khứ hoàn thành cộng với đuôi tiếp diễn sẽ ra quá khứ hoàn thành tiếp diễn, được không ạ? Thế còn had cộng không thì vẫn là had này, được chưa nhở? Be cộng phân từ 2 có nghĩa là be chúng ta sẽ biến đổi cho nó trở thành động từ nằm ở cột số 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Và be khi đi biến đổi như vậy thì nó sẽ trở thành chữ been, đúng không ạ? Còn verb in cộng với không thì vẫn là verb gì ạ? Vẫn là verb in. Vậy từ đó chúng ta suy ra công thức của thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, đó là phải có chủ ngữ cộng với từ had, cộng với been, cộng với verb in. Thì đây là cái điều cơ bản đầu tiên mà các bạn cần phải lưu ý khi chúng ta học về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Đầu tiên phải nắm chắc được công thức của quá khứ hoàn thành tiếp diễn như thế nào. Hiểu chưa ạ? Thế còn cách dùng của nó ra làm sao thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn trên trục giúp cô nhé. Cô sẽ vẽ trục này và trục này cô đã vẽ trong các video bài giảng trước rồi. Các bạn hiểu không ạ? Trên trục thời gian cuộc sống chúng ta có 3 mốc. Mốc thời điểm hiện tại đang học tiếng Anh với cô Hằng Nga. Trước đây bạn học một người khác, đó là thời điểm nằm trong quá khứ. Và sau này các bạn học một người khác nữa, đó là thời điểm nằm trong tương lai. Tóm lại là trên cái trục thời gian của cuộc sống thì chúng ta sẽ có 3 mốc thời điểm quá khứ, hiện tại và tương lai. Vậy quá khứ hoàn thành tiếp diễn của chúng ta nó nằm ở đâu? Thì các bạn nhìn giúp cô ạ. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn bản chất là quá khứ hoàn thành cộng thêm đuôi tiếp diễn. Mà thì quá khứ hoàn thành chúng ta đã được học trong các video bài giảng trước. Đó là diễn tả một hành động xảy ra và hoàn thành trước một hành động hoặc một sự việc hoặc một thời điểm nào đó nằm trong quá khứ. Vậy chúng ta có thời điểm quá khứ nằm đây. Vậy xảy ra và hoàn thành trước quá khứ thì chúng ta sẽ phân ra, đúng không ạ? Giả sử bên này chúng ta để đây là số 1, còn bên này chúng ta để nó là số 2, thì vị trí của quá khứ hoàn thành chính là vị trí gì ạ? Xảy ra và hoàn thành trước một thời điểm nằm trong quá khứ. Vậy rõ ràng vị trí của quá khứ hoàn thành sẽ nằm ở bên phía số mấy ạ? Bên phía số 2, được chưa ạ? Vậy đây chính là vị trí của quá khứ hoàn thành. Thế quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì nằm ở đâu? À, nó vẫn nằm ở vị trí số 2 này. Tuy nhiên, nó có thêm một cái chữ gì ạ? Đó là một cái chữ, đó là cái đuôi tiếp diễn. Và bản chất của tiếp diễn thì chúng ta đã được học trong rất nhiều các video bài giảng trước rồi. Cô có nói với các bạn cái chữ tiếp diễn, đúng không ạ? Tiếp diễn có nghĩa là gì? Tiếp nằm trong chữ tiếp tục, còn diễn thì nằm trong chữ diễn ra và xảy ra. Tiếp diễn có nghĩa là đang tiếp tục được diễn ra, đang tiếp tục được xảy ra. Và khi mà dùng tiếp diễn thì bao giờ nó cũng nhấn mạnh đến cái tính gì ạ? Tính quá trình của hành động. Tính quá trình của hành động. Được chưa? Tính quá trình của hành động. Nhá. Vậy chúng ta sẽ hiểu như thế nào? À, nếu như ở quá khứ hoàn thành, đúng không ạ? Quá khứ hoàn thành thì chúng ta sẽ thấy là hành động xảy ra và hoàn thành trước một thời điểm trong quá khứ. Vậy có nghĩa là nếu ở cái thời điểm trong quá khứ ở đây chẳng hạn, cái điểm x gì này chẳng hạn, đúng không ạ? Thì quá khứ hoàn thành sẽ là một hành động nào đó nó được xảy ra và nó hoàn thành trước thời điểm x, được không nhỉ? Trước thời điểm x.
thì đấy nó sẽ là quá khứ hoàn thành. Thế còn quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì có nghĩa là gì? Nó đã xảy ra trước đó rồi, nhưng đến thời điểm x, đến thời điểm x này, tức là thời điểm nằm trong quá khứ này, thì nó vẫn gì ạ? Vẫn đang xảy ra. Được chưa nào? Các bạn hiểu vấn đề chưa ạ? Rồi nhá, thế còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn lên bảng để xem một ví dụ giúp cô. Từ ví dụ này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về vấn đề của quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lên bảng và cùng xem xét 3 ví dụ giúp cô để chúng ta hiểu thế nào là cách dùng của quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Như cô đã nói thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nó sẽ diễn tả một hành động đã xảy ra trước một thời điểm hoặc một hành động nào đó nằm trong quá khứ. Tuy nhiên đến thời điểm đó trong quá khứ thì hành động đó vẫn đang được tiếp tục diễn ra. Các bạn hiểu vấn đề chưa ạ? Nhận định nghĩa thì nghe có vẻ hơi khó hiểu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ hiểu cách dùng của quá khứ hoàn thành tiếp diễn thông qua việc chúng ta nghiên cứu các ví dụ và phân tích rõ vấn đề ở đây nhé. Các bạn nhìn giúp cô ạ. Cô có ví dụ 1 như sau ạ. Yesterday morning, I got up and looked out of the window. The sun was shining and the ground was very wet. It had been raining. Trong câu này có những dẫn chứng như sau. Sáng ngày hôm qua, lúc mà tôi thức dậy và tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, look out of nghĩa là nhìn ra bên ngoài. Thì vào cái thời điểm đó thì mặt trời đang chiếu sáng, the sun was shining, đúng không ạ? Nhưng mà mặt đất thì rất là bị ướt, đúng không ạ? The ground was very wet. Và trời đã mưa, đúng không ạ? Trời đã mưa. Được chưa ạ? Trời đã mưa. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu vấn đề như thế nào? Nếu bây giờ chúng ta vẽ cái trục của chúng ta như thế này, đúng không ạ? Ở đây là thời điểm hiện tại. Và đây là thời điểm nằm ở đâu ạ? Ở quá khứ. Thì rõ ràng yesterday morning đó là một thời điểm trong quá khứ. Được chưa ạ? Đây chính là yesterday morning. Yesterday morning. Và cái buổi sáng ngày hôm qua là cái câu chuyện của quá khứ. Cái thời điểm của chúng ta đang xét đến là ở đây. Chính là cái yesterday morning này. Và vào cái thời điểm sáng ngày hôm qua thì lúc tôi thức dậy. Và lúc tôi thức dậy chính là thời điểm nằm trong quá khứ. Vậy nên người ta để là got up. Được chưa ạ? Và tôi thức dậy thì tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cũng là một hành động của quá khứ thôi. Vậy là look out of the window. Thì cái lúc này người ta cũng viết nó ở quá khứ. Thế vào cái thời điểm mà tôi thức dậy đó, thì vào cái thời điểm đó thì mặt trời đang chiếu sáng. Chính vì vậy người ta dùng ở đây là quá khứ tiếp diễn. Bởi vì quá khứ tiếp diễn nó sẽ diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể nằm trong quá khứ. Vậy thời điểm cụ thể là gì? Lúc sáng ngày hôm qua vào cái lúc mà tôi thức dậy thì vào thời điểm đó mặt trời đang chiếu sáng. Nhưng có một cái sự thật đó là mặt đất thì rất là ướt, was very wet. Thế vấn đề này sinh ở đây là gì? Cái lúc mà tôi dậy, đúng không ạ? À, when I got up yesterday morning. Cái lúc mà tôi thức dậy thì cái lúc này thì mặt đất nó bị làm sao ạ? Mặt đất nó was wet, nó bị ướt. Vậy nó bị ướt là bởi một nguyên nhân và một lý do, đó là trời đã mưa trước đó. Được không ạ? Vậy thì phải mưa ở lúc nào ạ? Có phải lúc tôi dậy nó mới mưa không ạ? Không phải, bởi vì nếu các bạn lúc các bạn dậy mà trời mới bắt đầu mưa thì mặt đất nó không thể ướt được, đúng không nhỉ? Vậy thì có nghĩa là mưa phải mưa từ trước đó rồi, đúng không? Các bạn cứ tưởng tượng là giả sử như cái lúc các bạn dậy là lúc 6 giờ sáng đi, thì mà thấy mà mặt đất nó ướt hết. Như vậy thì phải mưa trước lúc 6 giờ, vậy có thể mưa từ lúc 4 giờ, lúc 3 giờ, lúc 2 giờ, lúc 1 giờ, được chưa? Lúc 5 giờ, mãi sau nó mới tạnh. Và đến lúc tôi dậy là lúc 6 giờ vì nó mưa suốt cả đêm như vậy, dẫn đến lúc tôi dậy thì mặt đất nó rất là bị ướt. Vậy hành động mưa là hành động trước đó. Vậy cái hành động mưa của chúng ta sẽ nằm ở thì quá khứ gì ạ? Quá khứ hoàn thành ở đây. Được chưa? Tuy nhiên khi chúng ta dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì người ta sẽ ám chỉ được là à, có thể cái lúc bạn dậy là cái lúc 6 giờ ấy. Cái lúc đó bạn thấy sân mình đang bị ướt và mưa thì có thể là đến thời điểm đó vẫn đang mưa. Được chưa? Vẫn đang mưa, vậy mưa từ 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ và lúc bạn dậy thì trời vẫn làm sao? Vẫn đang mưa, có thể là như vậy. Được chưa? Thế nhiều bạn sẽ thắc mắc là thưa cô thì bởi vì ở đây mặt trời đang chiếu sáng, vì vậy không có thể có lý nào mà lại lúc đó lại trời vẫn đang mưa được cả. Được chưa? Thì các bạn nhớ cho cô cái quá khứ hoàn thành tiếp diễn nó có thể diễn tả một hành động đã xảy ra, đúng không ạ? Trước một hành động nào đó trong quá khứ và đến cái thời điểm đó trong quá khứ có thể nó chấm dứt hoặc nó đang diễn ra hoặc là vừa mới chấm dứt nhưng chấm dứt cách đây mới được có ít lâu thôi. Ví dụ như cái lúc bạn thức dậy là lúc 6 giờ và lúc đó thì mặt đất của chúng ta rất là ướt, đúng không ạ? Và chúng ta khẳng định là trời đã mưa suốt trước lúc đó, đúng không ạ? Trời đã mưa, chúng ta dùng it had been raining thì người nghe sẽ có thể hiểu được là mưa xảy ra chưa? Mưa xảy ra rồi, mưa xảy ra trước lúc bạn dậy và vào thời điểm bạn dậy có thể lúc đó trời vẫn đang mưa. Nhưng khi ở đây nó thêm lên là mặt trời đang chiếu sáng thì chúng ta có thể hiểu được là gì?
À, trời đã mưa trước đó, nhưng vào thời điểm đó thì nó tạnh rồi, nhưng nó tạnh có cách đây xa không ạ? Không, nó chỉ vừa mới tạnh thôi, được chưa ạ? Đấy, mới tạnh cách đây không lâu đấy, thì chúng ta sẽ hiểu rõ vấn đề của chúng ta. It had been raining của chúng ta nó nằm ở đây ạ. It had been raining, trời đã mưa rồi đấy, đúng không ạ? Đấy, mưa trước lúc bạn dậy, và có thể thời điểm bạn dậy thì trời có thể đang mưa, hoặc có thể là tạnh rồi nhưng tạnh cách đó mới có tí thôi, đúng không ạ? Chứ không phải là lâu, được chưa nào? Đấy là ví dụ số 1. Thế còn ví dụ số 2 chúng ta nghiên cứu tiếp này. I was tired when I got home. Cái là tôi khi mà tôi về nhà thì tôi rất là mệt mỏi, được chưa? Vậy was tired nó nằm ở đâu ạ? Nó nằm ở thời điểm, nằm ở trong quá khứ, đúng không nhỉ? Đây là hiện tại, cô không bàn, đây là quá khứ. Vậy cái lúc mà bạn về nhà đó là cái lúc mà bạn was tired, bạn rất là mệt mỏi, được chưa? À, vì lý do tại sao bạn lại mệt như vậy là bởi vì bạn đã làm việc vất cả cả ngày. Vậy làm việc ở lúc nào? Vậy chắc chắn là phải làm việc trước đó rồi, đúng không? Thế giả sử mà bạn về nhà lúc 6 giờ và lúc đó bắt đầu bạn cảm thấy mệt mỏi. Vậy bạn làm việc ở đâu? Bạn làm việc lúc 1 giờ chiều, 2 giờ chiều, 3 giờ chiều, đúng không? Làm việc trước lúc đó. Chính vì vậy toàn bộ cái phía trước này sẽ là cái hành động mà chúng ta làm việc. It had been working all day. Ở đây người ta có thể dùng quá khứ hoàn thành. Đó là it had worked, được chưa? Là bạn đã làm việc trước đó. Hoặc người ta có thể dùng là I had been working cũng được. Người ta có thể dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn để làm gì? Để vì cái từ work này nó là một cái động từ, nó thể hiện cái tính liên tục, tính quá trình. Vì làm việc nó phải diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài. Chính vì vậy mà chúng ta nên dùng thêm tiếp diễn, đó là quá khứ hoàn thành tiếp diễn, để ám chỉ là cái hành động của chúng ta là một cái hành động diễn ra rất là dài và nó đòi hỏi một quá trình, đúng không ạ? Tôi mệt lắm, khi tôi về nhà thì tôi mệt lắm bởi vì tôi đã làm việc cả ngày rồi, được chưa nhở? Đấy là nhấn mạnh thêm cái quá trình mà chúng ta làm việc. I have been working hard all day, được không nào? Vậy chúng ta sẽ dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn là như vậy nhá. Còn ở đây nếu như ai đó dùng quá khứ hoàn thành thì cũng không sai, nó ám chỉ là chúng ta đã làm việc trước lúc đó rồi, đúng không ạ? Làm việc xong rồi, kết thúc làm việc rồi thì bây giờ mới đi về nhà, và bây giờ thì mệt, không vấn đề gì cả, chúng ta có thể dùng quá khứ hoàn thành. Tuy nhiên sẽ ưu tiên dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn bởi vì cái từ work là một động từ, và động từ này nó đòi hỏi một cái quá trình hoạt động, đúng không ạ? Các bạn làm việc mà, nó là một cái quá trình hoạt động tương đối dài. Vậy nên chúng ta sẽ ưu tiên nó ở đuôi tiếp diễn. Vậy sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, được chưa? Đấy là cô đang nói về cách mà chúng ta có thể sử dụng để làm sao cho tối ưu cái phương án. Còn nếu không các bạn chưa quá khứ hoàn thành ở đây thì cũng không bị sai, được chưa? Ở ví dụ số 3, nhìn cho cô ạ. Mr. John went to the doctor last Sunday. Tuần trước thì ông John ông đi khám bác sĩ. Vì sao ông lại đi khám bác sĩ ạ? Bởi vì he hadn't been feeling well for some time. Bởi vì ông ấy cảm thấy không được khỏe rất lâu rồi, đúng không? Cũng đã được lâu, rất là khá lâu rồi là ông ấy cảm thấy không được khỏe. Vậy các bạn để ý cho cô như sau ạ. Đây là hiện tại này, đây là quá khứ này. Quá khứ của chúng ta đó chính là gì ạ? Đó chính là last Sunday, được chưa? Chủ nhật tuần trước này. Thì ông John này ông ấy đi khám bác sĩ, đúng không? Last Sunday thì ông này ông ấy went to the doctor, được chưa? Đấy là một cái thời điểm trong quá khứ. Và tại vì sao ông phải đi khám? Bởi vì trước đó, đúng không ạ? Toàn bộ cái hành động trước chỗ này là bởi vì một thời gian là ông ấy cảm thấy ông ấy không được khỏe, nên người ta dùng là quá khứ hoàn thành, được chưa? À, quá khứ hoàn thành rồi thêm đuôi tiếp diễn vào để ám chỉ đó là một quá trình rất là lâu, một quá trình rất là dài. Ông ấy cảm thấy ông ấy không được khỏe, được chưa nào? Thì cái này các bạn sẽ lưu ý giúp cô như vậy nhá. Chúng ta sẽ lưu ý giúp cô như vậy, được chưa? Vậy đây chính là cái cách dùng của quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Và đôi lúc là các bạn sẽ cảm thấy có một sự gì đó nó tương đối giống với quá khứ hoàn thành, đúng không nhỉ? Tuy nhiên các bạn sẽ lưu ý giúp cô như sau. Ở trong ba ví dụ này, ví dụ số 1, số 2 và số 3 thì người ta sẽ ưu tiên dùng quá khứ hoàn thành tiếp diễn bởi vì sao? Đó là những cái hành động nó thể hiện quá trình tương đối dài. Mưa đúng không ạ? Là một quá trình. Làm việc là một quá trình, và cái việc mà ông bị ốm nó cũng là cảm thấy bị ốm yếu, nó cũng là một quá trình tương đối dài rồi. Vì vậy nên là rõ ràng là nó trước một thời điểm trong quá khứ, đúng không ạ? Đó là trước lúc tôi thức dậy này, trời mưa này, rồi thì tôi đã làm việc cả ngày, đúng không ạ? Thì trước lúc đó là tôi đã làm rồi này. Rồi thì chủ nhật tuần trước, đúng không? Ông đi khám là bởi vì trước lúc đó là ông ấy cảm thấy không được khỏe. Đấy thì người ta đều là trước một cái hành động hoặc một cái sự việc hoặc một cái thời điểm nào đó trong quá khứ. Nhưng bởi vì nó đi kèm với các cái động từ thể hiện tính quá trình, vì vậy chúng ta sẽ ưu tiên dùng nó với cái dạng tiếp diễn. Vì vậy chúng ta sẽ nghĩ đến quá khứ hoàn thành tiếp diễn.
Được chưa ạ? Thì đấy chính là cách dùng của quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Vậy trong bài học ngày hôm nay, trong video bài giảng ngày hôm nay, các bạn cần nhớ được cho cô thứ nhất là công thức của quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì nó sẽ như thế nào, nó là cái gì cộng lại, được không ạ? Và công thức của nó như thế nào, và cái thứ hai đó là cách sử dụng của quá khứ hoàn thành tiếp diễn, đặc biệt là khi làm phần này. Các bạn nhớ vẽ trục ra cho cô để chúng ta cảm nhận rõ được thời gian đâu là mốc thời điểm trong quá khứ và hành động nào là hành động xảy ra trước đó. Được chưa nào? Ok, vậy bài học ngày hôm nay của chúng ta về quá khứ hoàn thành tiếp diễn đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo của cô về phần này nhé.